Đây là dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến của Đức, mới được nhà máy tấm trần thạch cao Mikado mua sắm, lắp đặt phục vụ sản xuất với giá trị đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Máy móc công nghệ hiện đại không chỉ giúp tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho người lao động trong nhà máy. Máy móc ở đây là tự động hiện đại hóa cao nên là năng suất là làm việc rất là cao và anh em làm công việc cũng nhẹ nhàng chứ không vất vả. Và đồng lương ở đây đáp ứng được cho anh em công nhân đây là khoảng trên 7 đến 8 triệu một tháng. Nhằm tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm, nhà máy tấm trần thạch cao Mikado đẩy mạnh nghiên cứu đổi mới kỹ thuật sản xuất, công thức nguyên liệu. Các kỹ sư đã nghiên cứu thành công sử dụng 30% nguyên liệu thạch cao tái sinh từ nhà máy nhiệt điện Thái Bình, kết hợp với thạch cao nguyên bản nhập khẩu và một số chất phụ gia khác để sản xuất ra tấm trần thạch cao có độ cứng, chống cháy, chống ẩm vượt trội so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường hiện nay. Việc sử dụng thạch cao tái sinh ngoài giúp doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm, mang lại quyền lợi thiết thực cho người tiêu dùng, còn góp phần tích cực bảo vệ môi trường. Nhà máy tấm trần thạch cao Mikado của chúng tôi là nhập các thiết bị và công nghệ của Đức và các nước châu Âu, sản xuất ra các sản phẩm rất đẹp và chất lượng cao, được đánh giá tốt không chỉ trong nước mà có thể xuất khẩu ra các nước trên thế giới. Nhà máy chúng tôi là với cái tiêu chí là thân thiện với môi trường và tạo cái phúc lợi tốt nhất cho khách hàng. Sau đó là sử dụng nghiên cứu và sử dụng thành công cái bài phối liệu sử dụng 30% nguyên liệu tái sinh của nhà máy nhiệt điện Thái Bình để giảm giá thành và thân thiện với môi trường. Nhà máy tấm trần thạch cao Mikado có tổng công suất 15 triệu mét vuông sản phẩm trên một năm, gồm tấm thạch cao trần chìm, trần thả và vách ngăn. Với những ưu điểm về chất lượng, đa dạng mẫu mã và giá thành hợp lý, sản phẩm thạch cao mang thương hiệu Mikado được người tiêu dùng tin tưởng đón nhận và nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường trong nước. Năm 2021, mặc dù năm đầu đi vào sản xuất gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nhưng nhà máy tấm trần thạch cao Mikado vẫn duy trì tạo việc làm ổn định cho 100 lao động. Giá trị sản xuất đạt gần 1.000 tỷ đồng, ước 6 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 600 tỷ đồng.